Chào mọi người nha. Mình đang bị ở đây giống như là cách ly luôn nha mọi người. Sáng nay mình mới nhận được thuốc để uống để ngừa mọi người. Ở đây cũng có mấy người bị F0 rồi, chuẩn bị chở đi rồi. Còn lại 7-8 người ở đây thì giống như là không có bị, nhưng mà mình cũng phải uống thuốc để ngừa nha mọi người. Để coi có cái gì đây, mình coi cho mọi người biết ha, để mình thấy đây có to thuốc gì nữa là của bác sĩ. Ở đây thì cũng có phát thuốc cho mình, mọi người mới phát thuốc cho mình uống hết 2 viên rồi. Thuốc này thuốc ho mọi người ha, thuốc ho. Còn viên này là để thuốc này là để xong nè mọi người, dùng để xong xong bạc hà mọi người. Để nhận thêm một chai xịt vô mũi nè mọi người. Để xịt mũi mọi người, xịt nước muối, như nước muối mình mới nói nước muối mà. Để sát khuẩn đó mọi người ha, cũng nên rất là tốt mọi người ha. Nhận được một hộp vitamin C nữa nha mọi người. Điểm này có vitamin C uống là rất là tốt mọi người ha. Của bác sĩ Xuân Trường, Tuấn Công, dùng cho mỗi F0 từ nhẹ tới nặng, có bệnh nền hoặc là không nè mọi người. Ở đây giống như có cái phiếu test nè mọi người, có phiếu kiểm tra nè. Tinh dầu chắc chai này là mọi người, tinh dầu dùng để hít một ngày 4 tới 5 lần ha, 4 tới 5 lần dầu. Cái này không biết cái gì đây, bổ phế tăng cường. Giống như bánh thuốc. Trong có cao đẳng sâm, cao đương quy, bổ phế tăng cường sức đề kháng, người thể trạng yếu, sức đề kháng kém. Này là phù hợp với mình luôn mọi người. Mình cũng rất cảm ơn bác sĩ này đó gửi tới. Mình chia sẻ với người thôi, giờ đang cách ly ở đây, giờ phải cũng sợ lắm nha mọi người, rất là sợ đó. Mình có một chút gì mình chia sẻ với mọi người nha. Thôi chào và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.